giang đôi tay nắm lấy đôi tay non nớt của em, hãy giúp em có thêm niềm tin. Công ty Cổ phần Thương mại Dược Sông Ngọc Linh Quảng Nam hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho quý khách hàng, hiện nay chúng tôi vừa cho ra mắt thêm các sản phẩm mới: viên nam mềm Sông Ngọc Linh, viên sủi Sông Ngọc Linh, gói bột sủi Sông Ngọc Linh, trà ô long Sông Ngọc Linh và dung dịch uống Sông Ngọc Linh. Để được tư vấn tận tình, xin liên hệ Công ty Cổ phần Thương mại Dược Sông Ngọc Linh Quảng Nam, địa chỉ 222 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, điện thoại 0235 6255 678, website www.wasafaco.com.vn, www.sangoclinhquangnam.com. Kim Quảng mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình thực tế Kết nối những mảnh đời, kết nối ước mơ. Chương trình với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Thương mại Dược Sông Ngọc Linh Quảng Nam được phát sóng định kỳ vào lúc 19:55 tối thứ Bảy tuần cuối cùng của tháng. Và trong tháng 1 năm 2018 này thì chúng ta sẽ tạm ngưng kết nối với các cảnh đời để cùng nhìn lại hành trình 4 năm qua chương trình đã thực hiện được. Bây giờ Kim Quảng xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những khoảnh khắc yêu thương với chương trình 4 năm qua nhé. Tháng 1 năm 2014, lần đầu tiên chương trình truyền hình thực tế Kết nối những mảnh đời chính thức lên sóng. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kết nối những mảnh đời số đầu tiên của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Tham gia dẫn chương trình những số đầu tiên, MC Lê Điểm đã cùng ekip gặp gỡ những cảnh đời bất hạnh cần sẻ chia giúp sức của cộng đồng. Đã có nhiều cảm xúc đọng lại khi chương trình bấm máy ghi hình. Là những sẻ chia về phận đời, số phận không may mắn của nhân vật. Là những giọt nước mắt tiếc thương khi người thân đột ngột ra đi mãi mãi. Là những giọt nước mắt hạnh phúc khi bất ngờ được chương trình hỗ trợ vật chất. Là những cảm thông chia sẻ của Mạnh Thường Quân khi gửi trao đến nhân vật sự hỗ trợ thiết thực. Trong hành trình 4 năm, chương trình đã trải qua 18 trên 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đã kết nối với 47 trường hợp, tổng số tiền chương trình hỗ trợ bà con là 940 triệu đồng. Bên cạnh nhận được số tiền từ chương trình, Kết nối những mảnh đời còn nhận được sự tiếp sức nhiệt tình từ Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Nam, Công ty Gia sư E-Teacher thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC chi nhánh Quảng Nam, Công ty Cổ phần Tuấn Đạt thành phố Tam Kỳ. Đặc biệt hơn, nhiều tấm lòng thơm thảo gần xa, các hội từ thiện, câu lạc bộ nhân ái đã tham gia cùng chương trình, tiếp thêm tinh thần và vật chất cho các hoàn cảnh bất hạnh, để lại nhiều ấn tượng đẹp với cộng đồng, lan tỏa những yêu thương. Từ những sự giúp sức ở trên, sau khi chương trình phát sóng, có trường hợp nhân vật được trợ giúp đến hàng chục triệu đồng. Đơn cử như trường hợp của anh Nguyễn Văn Đạo, xã Tam Mỹ Tây, Núi Thành, là hộ nghèo, sống đơn thân. Anh bị vỡ khớp háng do lao động. Chương trình đã giúp anh có số tiền gần 50 triệu đồng để phẫu thuật thay khớp háng và đã bình phục. Nay anh còn chăn nuôi đàn vịt làm kế sinh nhai, sống qua ngày. Hay như trường hợp của gia đình anh Phạm Văn Thành, Quế Xuân 1, Quế Sơn, có vợ bị ung thư gan giai đoạn cuối, gia cảnh cực kỳ khó khăn. Sau khi nhận được số tiền hơn 70 triệu đồng mà chương trình kêu gọi, cũng là lúc vợ anh qua đời. Số tiền trên được anh lo tang cho vợ và xây lại căn nhà gạch ngói thay cho căn chòi mục nát, nuôi bò làm kế sinh nhai. Mặc dù địa hình đồi núi các huyện trên địa bàn tỉnh cực kỳ khó khăn, nhưng Kết nối những mảnh đời không ngại vượt qua những đoạn đường nguy hiểm, băng rừng để đến với nóc cao xa xôi, giúp sức và thêm tinh thần cho những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn đang gieo chữ cho trẻ em đồng bào còn thiếu thốn trăm bề nơi rẻo cao, đồng thời mang thêm sự ấm áp và tiếp thêm vật chất cho các cháu ở đây để học hành tốt hơn.
Có những trường hợp thương tâm mà chương trình phải cùng với nhân vật trải qua những khoảnh khắc đau đớn tại nơi chữa trị bệnh tật. Gia cảnh chị Huỳnh Thị Liên, thôn Dưỡng Mông Đông, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn. Bản thân chị bị suy thận mãn giai đoạn cuối. Chồng bỏ đi khi vài năm trước phát hiện chị bị bệnh và để lại con gái Nguyễn Huỳnh Thu Sương, 14 tuổi, cùng người vợ bơ vơ giữa dòng đời. Cứ mỗi tuần 2 lần, chị Liên phải đi xe buýt ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để chạy thận. Từng mũi kim tháng này qua năm nọ đâm vào da thịt, khiến mạch máu của chị phình to, cánh tay biến dạng. Niềm hy vọng duy nhất của chị là Sương, đứa con ngoan hiền và học giỏi. Nhà nghèo, nhưng Sương không bao giờ cảm thấy hổ thẹn với các bạn mà phấn đấu học tập, được thầy cô và bạn bè quý mến. Trường hợp thương tâm nhất là nỗi lòng của người cha và nỗi nhớ nhung của những đứa con thơ khi mẹ mất do tai nạn giao thông. Trò chuyện với những đứa trẻ ngây thơ và hồn nhiên, chúng tôi không kìm được nước mắt khi được nghe chúng hát một bài hát về người mẹ. Này bầu trời rộng lớn ơi, con nghe tiếng lên gọi mẹ nhớ chúng cha. Sẻ chia yêu thương với hoàn cảnh anh Đặng Ngọc Dũng, số tiền mà chương trình hỗ trợ cũng đã phần nào giúp anh Dũng nuôi con, kiếm kế sinh nhai, chăm lo cho chúng học hành nên người. Chúng tôi tin, rồi một ngày, khi những đứa trẻ này lớn lên, chúng sẽ bù đắp cho những mất mát của người chồng, người cha này, và sẽ là những con người có ích cho xã hội. Với ý nghĩa, cho ngày mai tươi sáng, kết nối những mảnh đời, còn kết nối ước mơ đến những hoàn cảnh thương tâm mà đối tượng là các em học sinh đang tuổi đi học, mồ côi cha mẹ hoặc cha mẹ đang lâm trọng bệnh, nhà nghèo nên đành gác lại ước mơ đến trường. Có thể nhắc đến trường hợp ba chị em Như Thảo, 15 tuổi, tổ 4, khối phố 7, phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, mồ côi cha mẹ, bà nội phải đi làm xa kiếm tiền nuôi cháu. Vì phải lo cho hai em Như Quỳnh 9 tuổi và Thanh Tùng 6 tuổi, nên Như Thảo từ học lực giỏi giảm sút xuống học lực trung bình. Sau khi chương trình phát sóng, các tấm lòng nhân ái và Mạnh Thường Quân hỗ trợ các em sổ tiết kiệm gần 30 triệu đồng để ăn học. Có Mạnh Thường Quân nhận chu cấp đến năm 18 tuổi cho ba chị em. Chương trình đến với các em thì phải nói rằng đó là một sự may mắn làm cho cuộc sống các em nó khác hẳn đi. Như là một sự đổi đời vậy, em Đinh Thị Như Thảo lên lớp 10, em đã học rất là tốt cũng nhờ sự đồng viên của chương trình. Thì bây giờ em Đinh Như Thảo lên lớp 5 của trường Trần Quốc Tuấn và em Đinh Thanh Hùng cũng đã được bạn trụ ở trường có những bữa cơm ngon, có chất lượng, cho nên sức khỏe anh em, cả em cũng có vẻ dồi dào hơn, đẹp hơn. Và là tinh thần học tập cũng có vẻ tốt hơn. Mọi việc cuộc sống của em nó ổn định và nó vui vô cùng. Đối với trường hợp chị Mai Thị Kim Nhàn, tổ 6, khối phố 2, phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, có chồng mất vì ung thư vòm họng, mình chị tằn tảo sớm hôm với công việc phụ hồ để kiếm tiền nuôi ba con thơ ăn học. Những đứa con của chị, đứa nào cũng ngoan hiền và học giỏi. Để giúp chị có kế sinh nhai và những đứa con trước nguy cơ thất học. Sau khi được tiếp sức, sau nửa năm quay lại thăm nhà, giờ đây chị đã có vốn để trang nuôi gà, có tiền gửi tiết kiệm cho sắp nhỏ ăn học hàng ngày. Cũng xin cảm ơn chương trình, cảm ơn đài phát thanh đài truyền hình Quảng Nam, cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ và ủng hộ cho gia đình tôi. Xin cảm ơn rất nhiều. Tôi xin thay mặt cho công ty dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam chân thành cảm ơn đài truyền hình Quảng Nam, các anh chị em biên tập và ekip làm phim đã tạo điều kiện và kết nối cho chúng tôi để tham gia chương trình và có dịp để cùng gặp gỡ và chia sẻ. Thực sự cái mà chúng tôi mang đến được không phải là tiền bạc vật chất, mà đó là sự thương yêu và chia sẻ.
Tôi nghĩ rằng chương trình này nó rất là có ý nghĩa và đây là năm thứ năm của hành trình. Và hy vọng rằng ngày càng có nhiều tấm lòng vàng để cùng góp sức chia sẻ. Về phía công ty chúng tôi thì ngoài nhiệm vụ là phân phối thuốc tân dược để phục vụ cho bà con tỉnh nhà thì chúng tôi còn làm một cái nhiệm vụ hiện tại mà công ty đang đeo đuổi là trồng các cái loại cây dược liệu và nghiên cứu sản xuất ra nhiều sản phẩm để phục vụ cho sức khỏe cộng đồng. Hiện nay thì chúng tôi đang xây dựng một cái trung tâm thực phẩm chức năng tại 222 Quỳnh Thúc Kháng, thành phố Tam Kỳ, với mong ước là có một cái địa điểm để bà con xa gần khi mà về Tam Kỳ, Quảng Nam là có thể tìm đến và kiếm được những cái đặc sản xứ Quảng của tỉnh nhà. Hành trình năm thứ năm sẽ bắt đầu vào tháng 2 năm 2018. Và trước khi nói lời chào tạm biệt, Kim Quảng xin mời quý vị cùng thưởng thức một video clip được thực hiện từ sự chung tay của nhiều đơn vị, một ca khúc mang đậm tính nhân văn, ca khúc Phép Màu, sáng tác của Nguyễn Phi Hùng. Và chúng ta hãy cùng nắm tay nhau và mong ước cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Trong muôn đời.